Mystic Mind, lá bài field spell mạnh nhất từng xuất hiện trong trò chơi. Nó đã từng là cơn ác mộng cho những bài thủ thời bấy giờ kể từ khi được phát hành lần đầu trong set Dark Neostorm. Với hiệu ứng đặc biệt của mình, Mystic Mind không chỉ thay đổi cách chúng ta chơi mà còn gây ra vô số tranh cãi trong cộng đồng người chơi thời ấy. Từ việc bị ghét bỏ và nhiều sự phẫn nộ đến mức Konami phải phát hành lệnh cấm, Mystic Mind đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử Yu-Gi-Oh! Nhưng tại sao lá bài này lại gây ra nhiều tranh cãi đến vậy? Làm thế nào mà một lá bài có thể khiến đối thủ phải bỏ cuộc ngay từ khi được kích hoạt? Và liệu việc cấm Mystic Mind có thực sự mang lại sự cân bằng cho trò chơi? Hãy cùng mình đi sâu vào phân tích chi tiết, khám phá mọi khía cạnh của lá bài này và tìm hiểu vì sao Mystic Mind lại được xem là một trong những lá bài đáng sợ nhất trong lịch sử Yu-Gi-Oh! Trước khi bắt đầu video, hãy dành ít phút nói về nhà tài trợ của video này. Video này được tài trợ bởi ArcYugioh.shop. Đây là một shop cung cấp các dịch vụ cũng như các tài khoản về tựa game Yu-Gi-Oh! Master Duel. Đáng chú ý nhất là shop còn cung cấp cả Arc Reroll với giá cả phải chăng. Chỉ từ 20-30k, anh em đã có thể bắt đầu một hành trình mới với hơn 30.000 gem trong tài khoản. Vừa đỡ tốn thời gian cày cuốc và giá cả thì phải chăng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Truy cập ngay ArcYugioh.shop để ủng hộ nha. Mystic Mind lần đầu tiên xuất hiện trong Dark Neostorm năm 2019 dưới dạng Super Rare, khởi đầu cho 3 năm địa ngục bắt đầu từ đây. Các lần tái bản đáng chú ý bao gồm Prismatic Secret Rare trong bộ Mega Tints 2020 và Premium Gold Rare trong Maximum Gold El Dorado năm 2021. Và cho đến tháng 12 năm 2022, khi cuối cùng, sau vô số lời phàn nàn trên Twitter và sự phẫn nộ của cộng đồng, nó đã bị cấm. Trái với sự buồn bã khi những lá bài khác vào ban list khi Konami cấm Mystic Mind, thì cả cộng đồng lại ăn mừng vì những chuỗi ngày khắc khổ đã chính thức kết thúc. Và trước khi đi sâu hơn, chúng ta cũng cần phải nói về hiệu ứng của nó. Mystic Mind là một lá bài phép môi trường với hiệu ứng như sau. Nếu đối thủ điều khiển nhiều monster hơn bạn, đối thủ sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng monster hoặc tấn công. Nếu bạn điều khiển nhiều monster hơn đối thủ, thì bạn không thể kích hoạt hiệu ứng monster hoặc tấn công. Mỗi lượt trong giai đoạn kết thúc, nếu cả hai người chơi điều khiển cùng số lượng monster trên sân, lá bài này sẽ bị phá hủy. Thật là một lá bài kỳ lạ đúng chứ? Dù kỳ lạ, nhưng nó chính là Floodgate điên rồ mang tên Mystic Mind. Kể từ khi ra mắt, Mystic Mind đã nhanh chóng ngay lập tức thu hút sự chú ý khi được nhiều người chơi sử dụng trong các chiến lược Burn. Yếu điểm lớn nhất của các chiến lược Burn là cân bằng giữa các lá bài ngăn chặn đối thủ tiêu diệt bạn và các lá bài không làm gì ngoài việc gây sát thương cho đối thủ. Vì vậy, khi bạn có một lá bài ngăn chặn tất cả các hiệu ứng monster cũng như cấm tấn công chỉ bằng cách tồn tại trên sân, mọi điểm yếu của Zac Burn lúc này hầu như không còn nữa. Và đột nhiên, lá bài Wave Motion Cannon trở nên khả thi một lần nữa vào năm 2019. Điều làm cho Mystic Mind trở nên đáng sợ hơn là sự thay đổi của meta về cách mà người chơi build deck. Kể từ 2019, đại đa số người chơi đã ngừng sử dụng các dạng bài phá spell trap thông dụng, ngoại trừ các lá trong archetype của họ. Hầu hết mọi người giải quyết bài spell trap thông qua các monster extra deck như Nightmare Phoenix và Unicorn. Và nếu đấy là monster thì nó hoàn toàn vô dụng đối với Mystic Mind. Vì vậy, người chơi thường bỏ cuộc ngay lập tức khi Mystic Mind kích hoạt. Sau đó mới nhường chỗ cho side deck nơi những lá bài như Cosmic Cyclone, Lightning Storm và Feather Duster phát huy tác dụng. Nhưng lúc bấy giờ, Mystic Mind Burn cũng không phải là một deck đáng để lo ngại lắm, và dù có thì cũng không đáng kể. Và điều đáng lo ngại lúc bấy giờ là nhiều người chơi bắt đầu lạm dụng Mystic Mind theo từng năm tháng. Không chỉ có Sky Striker chơi Mystic Mind như một sự lựa chọn thứ hai, vô số bộ bài khác cũng chơi lá bài này với cùng chiến lược. Danh sách này nhiều đến mức mà tôi muốn kể cũng không thể nào kể hết được. Cứ bất cứ khi nào gặp thế khó, người chơi sẽ active Mystic Mind và sau đó thư giãn ngồi rút bài đến khi có được thứ họ cần. Trò vô đạo bất lương này đã được nhiều người chơi sử dụng từ giai đoạn cuối Toss Format cho đến Power of the Elements, thời điểm khi Sprite và Tier Elements xuất hiện. Ngay cả Tier không lúc ấy cũng không thể đứng vững trước Mystic Mind. Và vào giai đoạn 2022, gần như Mystic Mind đã luôn xuất hiện trong mọi deck của mọi người. Nếu không Mind Deck, thì Side Deck như một sự lựa chọn tất yếu nên có. Nổi bật nhất khi một deck Mystic Mind Burn đã giành chiến thắng tại ACS Rio de Janeiro. Cauldron of the Old Man giờ đây đã thế chỗ cho Wave Motion Cannon. Và cùng với nhiều Floodgate mất hết tính người,
như Rivalry of Warlords và Gozen Match, thậm chí là Active Mystic Mind ngay cả trong lượt của đối thủ. Vì giờ đây ta đã có Metaverse và Demise of the Land. Lock Mystic Mind chưa bao giờ là dễ đến thế, và sau hàng nghìn làn sóng phẫn nộ từ khắp nơi, cuối cùng Konami đã lắng nghe người chơi và chấm dứt kỷ nguyên của một trong những lá bài toxic nhất mọi thời đại này. Nói thật thì Mystic Mind đã làm lối chơi của game trở nên nhàm chán hơn rất nhiều. Một trận đấu trở nên ít tương tác nhất khi một trong hai người active Mystic Mind. Và để hình dung ra được lá bài này toxic như thế nào thì tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất. Cụ thể là Skill Drain sẽ negate các hiệu ứng monster trên sân, Soul Drain negate hiệu ứng trong mộ và banish, và Mind Drain sẽ negate hiệu ứng trên tay. Và nếu muốn active cả ba lá bài này thì ta phải tốn 3 slot cùng với 3.000 life point. Và Mystic Mind cho chúng ta làm điều đó miễn phí. Thậm chí, nó còn đóng vai trò như Swords of Revealing Light bản xịn hơn nữa. Và bấy nhiêu effect chắc là đủ để thay đổi cả một format đánh xoay quanh nó. Đúng là một thời để nhớ, và đó chính là Mystic Mind, một trong như Field Spell lỗi nhất Konami từng tạo ra. Nếu thấy video thú vị, thì đừng ngần ngại để lại cho tôi một like, cũng như một đăng ký nhé. Đó sẽ là động lực rất lớn cho tôi ra nhiều video hơn nữa đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.